Chào các bạn, hôm nay mình làm topping trà sữa để gửi tới các bạn. Mình chuẩn bị ở đây một gói bột rau câu dẻo. Gói rau câu này có trọng lượng là 12 gram. Các bạn lật sang mặt phía bên này có hướng dẫn cách làm. 12 gram bột rau câu này thì mình sử dụng từ 1 đến 1,5 lít nước. 4 gram bột rau câu giòn hiệu con cá vàng của Thái Lan. Gói rau câu này của mình có trọng lượng là 25 gram. Chút nữa mình sẽ sử dụng 4 gram thôi nhé. 250 gram đường cát trắng. Mình cho bột rau câu dẻo và bột rau câu giòn vào tô đường. Trộn đều đường với bột rau câu. Hôm nay mình làm hai màu rau câu, đó là màu đỏ hồng và màu xanh. Màu đỏ hồng mình sử dụng 50 ml sirup cherry. Màu xanh mình sử dụng 50 ml sirup vỏ cam để làm nhé. Bây giờ mình đi nấu rau câu. Đun sôi 1,5 lít nước. Với lượng nước này thì mình sẽ thu được rau câu mềm, dẻo, giòn dai hơn. Sau đó mình cho hết đường với bột rau câu vào nồi nước, khuấy đều cho đường và bột rau câu hòa tan hoàn toàn với nước. Mình để nấu rau câu ở mức lửa trung bình. Trong suốt thời gian nấu, các bạn nhớ khuấy đều tay liên tục để giúp cho rau câu chín đều và không đóng cục cháy dưới đáy nồi. Khi thấy nước rau câu sôi nhẹ trở lại, rau câu lúc này đã chuyển sang màu trong. Mình hạ lửa xuống mức lửa nhỏ, khuấy đều nấu thêm 3 phút cho rau câu chín hoàn toàn. Nếu các bạn muốn tăng hương thơm cho món rau câu thì thêm một ống bột hương vani. Do mình sử dụng sirup cherry và sirup vỏ cam đã có hương thơm sẵn rồi nên mình không dùng thêm bột hương vani nữa. Đây là cách nấu rau câu đơn giản và nhanh nhất mình làm để gửi tới các bạn. Nấu rau câu xong, mình chia đều rau câu ra làm hai phần bằng nhau. Khuôn mình dùng để đổ rau câu là khuôn loại 1 lít nhé cả nhà. Khuôn này mình cho 50 ml sirup cherry để làm thạch rau câu màu hồng đỏ. Còn khuôn bên này mình cho 50 ml sirup vỏ cam để làm rau câu màu xanh. Khuấy đều, mình không cho màu khi đang nấu. Mình pha màu như vậy thì rau câu sẽ có màu tươi đẹp hơn. Để cho rau câu nguội hẳn. Khi rau câu nguội mình đậy nắp. Để ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng cho rau câu đông lại hoàn toàn. Bây giờ mình lấy rau câu ra khỏi khuôn. Cắt rau câu theo ý thích. Các bạn thấy rau câu trong veo có màu xanh rất đẹp. Rau câu dẻo mềm khô ráo không bị gãy nát. Mỗi màu rau câu mình đem chia làm hai phần. Dùng dao có lưỡi gợn sóng để cắt rau câu cho đẹp. Một phần mình cắt hình vuông nhỏ tầm 1 cm. Các bạn đem rau câu cắt hạt lựu,
hình vuông, sợi hay là cắt con chì đều được nhé. Phần rau câu còn lại mình để cắt sợi dài. Các bạn có thể kết hợp món rau câu này với trà sữa, sữa tươi hoặc nước cốt dừa cũng rất ngon. Rau câu khi ăn giòn, dẻo, mềm, rất ngon và lạ miệng. Nếu các bạn dùng không hết thì để rau câu vào hộp kín để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng trong 3 đến 4 ngày. Chúc các bạn thành công với món rau câu này của mình. Mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.